Du Uyên có bầu mới sau khi Đạt Chi công khai yêu vợ cũ Hoài Lâm. Sau drama đấu tố dài tập, bùng binh tình cảm ồn ào giữa Du Uyên, Đạt Chi, Cindy Lư hiện tại đã gần như lắng xuống hoàn toàn. Trong khi Đạt Chi và Cindy hạnh phúc, thì Du Uyên lại tập trung vào công việc cũng như các niềm vui khác trong cuộc sống. Cách đây không lâu, Du Uyên từng ngầm khẳng định rằng mình vẫn độc thân bên dưới phần comment trên fanpage. Tuy nhiên, hàng loạt động thái gần đây của nữ ca sĩ cho thấy dường như lời khẳng định trên là chưa được chính xác cho lắm đâu nhé. Bởi có vẻ như sau đổ vỡ tình yêu với Đạt Chi, Du Uyên đã tìm được hạnh phúc bên người mới rồi. Chuyện là mới đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, Du Uyên đã đăng tải hình ảnh bên một chàng trai lạ mặt cùng dòng trạng thái đầy thách thức, oánh nhau không bạn. Đáng chú ý, dù cả hai đều tạo dáng khá ngầu như chuẩn bị chiến nhau, nhưng bên dưới phần bình luận, một người bạn của Du Uyên đã lập tức vào để lại câu nói đầy nghi vấn, ý anh rể. Tuy Du Uyên đã phủ nhận bằng một câu vui vui rằng, rể ở đâu ra, nhưng nhìn mặt cười cô nàng đính kèm, lời phủ nhận gần như vô hiệu lực. Trước đó, dù đó chỉ là một tín hiệu chưa quá rõ ràng, nhưng các thám tử mạng đã đưa ra loạt bằng chứng khác, khiến cho nghi vấn nữ ca sĩ có bạn trai mới càng thêm có cơ sở. Cụ thể là việc Du Uyên từng khoe ảnh nhận được bó hoa hồng được kết thành hình trái tim to đùng. Ngay sau đó, cô nàng có đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái úp mở, ngày xưa mình hứa với lòng mình, tôi sẽ không quen ai. Với câu nói này, dân rành thính sẽ biết được ngay vế tiếp theo thường sẽ là, vậy mà bây giờ tôi lại quen người có thói quen y hệt. Không chỉ vậy, những đoạn hội thoại qua lại giữa Du Uyên và bạn bè, ai nấy đều rất ẩn ý như việc ghét của nào trời cho của đó. Trên Facebook của mình, chàng trai được cho là bạn trai tin đồn mới của Du Uyên cũng đăng tải hình ảnh thân thiết bên nữ ca sĩ, thậm chí không ngại tỏ tình anh yêu em. Đương nhiên, sau tất cả thì nghi vấn vẫn là nghi vấn. Chỉ có điều, cư dân mạng cho rằng thực tế thời gian Du Uyên và Đạt Chi toang chính thức phải cả năm trời rồi, nên nếu ca sĩ có người mới thì cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Trước đó, lùm xùm câu chuyện Đạt Chi chia tay Du Uyên và xác nhận tình cảm với vợ cũ Hoài Lâm đã gây tranh cãi không ít từ cư dân mạng. Đa phần, Đạt Chi đã nhận về không ít những chỉ trích sau những tố cáo từ bạn gái cũ Du Uyên cũng như việc quen vợ cũ của bạn là Cindy Lư. Chính vì lẽ đó, khi mới đây, trước thông tin Đạt Chi sẽ kết hợp với Dương Hoàng Yến trong sản phẩm mới, khiến dân tình lại một phen nháo nhào. Theo đó, phía Dương Hoàng Yến vừa công bố sẽ ra mắt sản phẩm mới với concept quân đội. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nữ ca sĩ cũng đã xác nhận là ca khúc mới này sẽ hợp tác với Đạt Chi. Ngay khi thông tin được chia sẻ, cư dân mạng đã có làn sóng tranh cãi dữ dội và lo lắng cho Dương Hoàng Yến. Đây cũng được xem là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà Đạt Chi phát hành kể từ khi lùm xùm tình cảm nổ ra thời gian qua. Với những điều được đề cập bên trên, không ít dân mạng cho rằng Đạt Chi là cái tên đang nhận rất nhiều đánh giá không được tích cực và mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả sau bão drama vừa qua. Chính vì thế, cư dân mạng lo rằng màn kết hợp này của Dương Hoàng Yến cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, vấp phải những tranh cãi. Rất nhiều khán giả đã để lại bình luận phản đối cũng như lo lắng cho sản phẩm âm nhạc mới của Dương Hoàng Yến khi kết hợp cùng Đạt Chi trên các bài đăng trên mạng xã hội.